Xin chào anh chị, hôm nay lên thêm cây Solex chữ H anh chị ha. Cây này là kính đổi màu. Bình thường khi anh chị ở trong nhà thì mắt nó sẽ màu trắng như này. Đó. Còn khi anh chị đi ra ngoài nắng thì mắt nó sẽ đổi màu anh chị ha. Cái dòng hàng của Solex chữ H này là hàng của Malaysia. Hàng của Malaysia thì ở các clip trước cũng quay nhiều rồi. Hàng của Malaysia thì cái chất lượng mắt của nó khá là ok anh chị ha. Kể cả về lớp sơn mạ nó khá là đẹp. Kính này đổi màu thì khi mà các anh chị đi nắng ấy, thì mắt nó sẽ đổi màu anh chị ha. Khi đây em sẽ test thử cái chức năng đổi màu cho anh chị xem. Ở đây em có cái đèn chiếu tia đèn xoay tiền giả, thì các anh chị dùng cái đèn xoay tiền giả vào là nó sẽ đổi màu, tức là những cái tia có hại, tia cực tím, tia UV hoặc là ánh sáng xanh, thì khi đeo mắt đổi màu nó sẽ đổi màu anh chị ha. Ở đây nó sẽ đổi màu bên sáng sáng này. Thì cái mức độ đổi màu của cái mắt kính này nó sẽ phụ thuộc vào cái khi mà mình đi ngoài trời nó nhiều hay là nó ít, mà nó sẽ thay đổi đậm hay nhạt đấy chị ha. Cái cây Solex chữ H này thì ngang kính 13-8 dành cho các anh mặt vừa nhỏ. Nhưng mà cái dòng Solex chữ H này thì mình có thể chỉnh được không sao. Những cái dòng anh mặt to ấy, thì mình có thể dùng hai cái tay đây, mình giữ kính này, mình ẩn nhẹ ra thì cái phần chuôi càng kính này nó sẽ không áp sát vào mắt thì vẫn đeo được anh chị ha. Đấy, cái dòng mà cái gọng kim loại hết này anh chị có thể chỉnh được mắt. Nếu một số anh mặt to vẫn muốn đeo Solex chữ H thì mình có thể chỉnh như vậy. Đấy, dòng rất là đẹp anh chị ha. Đấy, anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho em 0902277552. Em cảm ơn.